chú Dạ và chú Vũ Linh đi hát nữa. có Dạ. chị về nữa. Cô Thanh Kim Huệ luôn. Dạ. Mà hồi xưa làm tập kỹ kỹ rồi bắt đầu xây qua hội chợ rồi làm hội chợ. Dạ. Chú Dạ và chú Tú Vũ Linh đi hát nữa. có Dạ. chị về nữa. Cô Thanh Kim Huệ luôn. Dạ. Mà hồi xưa làm tập kỹ kỹ rồi bắt đầu xây qua hội chợ rồi làm hội chợ. Dạ. Mới đầu là đánh hát cải lương, Dạ. đầu tiên là cải lương Dạ. rồi cái lương xuống dốc rồi mới làm tập kỹ, Dạ. Rồi bây giờ là mình vẫn tiếp tục cái đó gì cô? tiếp tục làm hội chợ, Dạ, bây giờ là mình làm đang hội hát chợ. ở xã Tân Tiền Vĩnh Phúc á. Dạ. Thì cô cũng đã từng mời chú Tú Vũ Linh với cô Thanh Thì Kim con cũng tổ nghiệp mà cũng ngồi chung với nhau mà. Huệ. Dạ. Nay đi trễ không gầy lu bu đi không được. Dạ. Bây giờ ta luôn. Dạ. Quê hương tôi nước mặn Là bữa nay đồng mình mới chua, làng tôi nghèo đất đang cày dạ, không ngờ mình đi biển không ngày tôi với anh hai người ma trên xa buồn lắm, tại lạ vì ông Linh ông đạo đức nhưng lắm, còn dạ. anh Năm đạo đức lắm, rằng chẳng ngắm gọi cuộc điện thoại thì anh mù ơi để từ từ anh bệnh áo đi không anh nổi, gánh khi nào tôi hết vợ bệnh rồi tôi đi giúp tôi có cho. hai miệng da miệng quàng cười bất giá chân Thương không nghề nghiệp lắm, con dạ. tổ nghiệp mà Thương ông Năm nhau hiền lắm, tay nắm đạo đức ông lấy dữ lắm mới được như vậy, ông con Phật mà. Người mà tiền khó lắm. tình thấy mà bà con đến ở nơi đâu tôi là miền biết là Trung cái về gì xứ đó. đó Thì cà hồi mau xưa quê cũng bức tôi xúc miền lắm, Trung nhớ ở đây cũng có ông Sáu Thạnh đó, ba cũng làm bầu xô cũng chết cho ông đây một chút, cũng đi đám ma ở đi lại đốt nhang cho ông nè. Cà Mau quanh năm nước đó biên giới xa xôi nơi hải đảo mịt mù, biên giới xa xôi nơi hải đảo quên bạch. Cô là có từng mời cố nghệ sĩ Vũ Linh có cái tiếng gì bây giờ cho tôi nghệ sĩ Thanh Kim Mỹ một bài ca nghệ sĩ cô là nghệ sĩ Thanh Thanh Kim Mỹ Kim nghệ Mỹ sĩ Thanh Kim Mỹ bây giờ sĩ Thanh Kim tôi Mỹ xin cái bài ca là để rút cái con là đi rồi qua máy quỷ một bài nữa là nếu mà quên là tôi còn không cô còn là em là đầu hát trong anh là bài trong đầu không có bạn mũi luôn thì đây là nghệ sĩ tôi Thanh muốn Kim Mỹ cùng anh cũng từng mời Vũ Linh từ đêm đầu nổ xuống bởi vì mình cũng với từng Trung Quốc rồi mở chia gánh hát như là mời chú Vũ Linh dòng nơi hát và hôm ngọt nay thì ngào vì Thanh Kim Mỹ nghệ sĩ Thanh Kim Mỹ là đi sau đến thể thì cũng về đây thắp cho chú Vũ Linh có nén hương sau cùng cuối cùng của bác gì đây là nghệ sĩ Thanh Kim Mỹ của chú anh chị Thanh Kim Mỹ đã từng hòa mài đêm cố nghệ giao sĩ lâm Vũ Linh bóng và nhớ cố về Thanh ba Kim tiếc ba lòng người xuôi về đâu mang mắt nói ba nhớ còn ai đang mừng vui nghe tiếng sóng gió về tôi muốn thành cánh chim rừng vượt núi đại bay vào trận đánh hôm nay cánh công sự chưa đầu thì ta đứng chung nhau đây lắng nghe chim đào gật xôi chào giặc đến rồi ta mỉm cười nấu sung đồng chia suối về đâu mà bước chân tròn dập ta rừng cây trang lấy đi cùng kè nhịp cầu treo vui bước chân ta đang nhảy nhót về hoa mình.
đường chính vui trong tiếng cười rộn rã. Yêu làm sao từng trời là mới xanh tươi. Lên nổi xuống luôn nha. Qua hố bơm thù ta sẽ đạp chắc máy bay rơi. Sương xuống lạnh mồ hôi ta tắm lạnh. Trời ơi sao kia lông lên đồng xuống bếp. Sao chiếu rạng ngời như mắt người yêu. Biết rồi, lãng chất nước ngoài mà cũng là thầy tổ luôn đó. Cũng thầy tổ đó. Tại vì mình có con tổ nghiệp thì mình biết, mình có đi hát thì biết. Cô là nghệ sĩ Thanh Kim Mỹ. Hồi xưa kìa, còn bây giờ hết rồi. Giờ làm một show hỗ trợ rồi. Thì cô cũng đã từng mời có Vũ Linh ha, chứ có Thanh Kim Huệ luôn. Đi về đi. Đi qua má miệng y, đi qua má má Huệ. Bên đây. Bên đây nè cô. Bác chị thì nghệ sĩ Thanh Kim Mỹ từng là bầu xô, bây giờ là bầu xô. Thì cũng có đi đến đây để mà thắp cho chú Vũ Linh một cái nén hương cuối cùng. Bên đó thì cạnh đó thì có một cái cô đầu của nghệ sĩ Thanh Kim Mỹ của anh chị, thì cũng bây giờ thì cũng có ghé ngang đây, thuận tiện thì ghé ngang đây để mà thắp cho cô Thanh Kim Huệ một cái nén hương của anh chị. Xúc động luôn cô chú anh chị. Chị thắp nhang cho cô Thanh Kim Huệ, chị xúc động luôn. Xúc động rớt nước mắt luôn cả nhà. Thương cô Thanh Kim Huệ quá, thì cô đầu của cô đầu này thấp hơn thì cũng xúc động quá chị, rất xúc động mà đã không cầm được dòng nước mắt. Bà cho cái tô thuốc, bà nói điểm để đi mua cái tô thuốc cái mẹ uống đi. Là mẹ hát được qua cái Tết là mẹ không còn can tiếng nữa. Con thay nhé mết, tới ngày Tết con hát con can tiếng, bà cho con cái tô thuốc. Thì má không giúp đỡ, mấy gì má cũng chịu với chưa, nhưng mà tới ngày má mất con về không có được. Đây là nghệ sĩ Thanh Kim Mỹ ngày xưa của anh chị, từng là bầu xô, bây giờ là bầu xô. Và bên đây thắp hương cho cô Thanh Kim Huệ, và có một cô đào của cô Thanh Kim Mỹ đang theo và chuẩn bị thắp hương luôn các anh chị. Cô anh chị thì đây là cô nghệ sĩ Thanh Kim Mỹ. Hồi xưa là nghệ sĩ nhưng mà bây giờ thì cô chuyển sang bầu xô của anh chị. Đi theo cô thì có một cái cô đào chuẩn bị thắp hương cho cô Thanh Kim Huệ quá chị.
Cảm ơn cô. Giờ này thì cũng có mấy chị gái cũng như là vừa làm công ty xí nghiệp thì xong thì cũng về đây để mà thắp cho chú Vũ Linh có nén hương quá chị, cũng là những cái phần hâm mộ hồn nghiệp của chú Vũ Linh rất là quý luôn các anh chị. Cách nhà anh Linh có 5 cây số à, thành tựu có chuyện tiền nữa. Nói chung là những cái động tháng và ảnh hát nhất là hậu quả. Vậy nhiều người nói là hậu quả khó hát rồi, chỉ thấy hay là cũng hát. Mình cứ chụp hình không biết cái mình nhưng mà hạng tan của anh chị cũng chụp hình bình thường vậy. Quá tải luôn, chụp hình không được xếp rất đông. Trời ơi, chị đi làm từ sáng tới giờ. Chị cũng đi đến nhà anh hết một ngày đêm. Cũng đến giếng được mấy lần. Cũng có vô nhà thắp nhang. Người ta nói thắp nhang thường đám tang có lần, chị thắp nhang 3 lần. Cứ có cơ nhưng hội lên. Nhưng mà mộ mà. Đúng rồi. Có cơ hội là mình thắp. Đó là đúng giờ thần tượng trong lòng mình. Chị nói là thật sự là ngay cái ngày mà anh Linh mất đó, hay là chị bị cụp xương sống. Cái chị cứ nói theo tâm linh cho nó cứ ngồi mà khóc ở nhà khóc cái xả chị nó cười không trắng đó che ấm đỡ không trắng lắm cho nó nổi tiếng phải đeo cười không trắng đó đang hoang mà chứ đi đang lên đông kinh là phải đang hoang nên là phú hết bệnh đi cái chị nói anh Linh ơi phù hộ cho em hết đau lưng đi em đi giếng à. Cái tự nhiên mà tự nhiên cái nguyên một ngày đêm ngồi đó luôn không thấy đau lưng luôn khỏe luôn nha. Không biết là mình vì cái sức mạnh gì đó chứ hay là nói người ta nó vẫn còn mê tín gì đâu. Chị biết anh chú Vũ Linh khoảng bao lâu? Chị biết anh từ hồi lúc mà chị học còn tiểu học tiểu một tiểu học từ học quê, từ lớp mà học tiểu học tới giờ hả? Rồi vậy thì chị khu sang hậu vậy là chị có thể chị chia sẻ cho cô quán chị em một cái khúc nhạc hay là một khúc hậu quản nào đó của chú Vũ Linh luôn. Chị hát nhưng mà đừng quay hình chị thì chị hát chị hát để quay chị chứ không chị phân hâm mộ mà coi như là mình cho khán giả biết coi như là chị hôm nay có tới đến đây để mà rốt nén hương chứ buồn chú Linh là số cuối đó chứ mà nó không quay thì sao biết chị. Thực ra là chị hát rất là nhiều cái hậu quản của anh. Dạ. Nhưng mà để thuộc thì chắc chị thuộc ít thôi. Chị có thể chích đoạn khúc nào đó. Nếu mà cái chích đoạn thì cái lúc mà anh Linh đó với hai vợ chồng anh hát đó. Dạ. Thì một đoạn nó khoảng 3 phút á. Chứ nó nhiều. Mình hát một khúc ngắn cũng được. Khúc ngắn để cho cô bán chị. 19 năm ta chiến chinh Trường Sa, trăm thương ngàn dao trắng mang tôn vong, tuyệt xương rơi giá lạnh, bão gió dòng biên đình, dù qua bao trái ngàn, dình kiên gan tướng quân tự tử
quyết tâm trí trai khắc ghi ơn sự thù chàng đầu quân đáng hồn cầm theo gió mây đoàn hùng quân lướt sông. Chị rung quá chị quên luôn à. Không sao đâu chị, không sao đâu. Tính là chia sẻ cho khách thắp cho chú có linh mục nén hương, cũng như thắp cho thần tượng một nén hương cuối cùng của anh chị, thì chị cũng có chia sẻ cho cả nhà một cái khúc trích đoạn hậu quảng và chị đã quá xúc động, chị không cầm được dòng nước mắt không của anh chị. Ngày trước thì ngày nào chị cũng mở ít trước một ngày là một giờ là chị sẽ nghe, ngoài giờ đi làm về, nhưng mà bây giờ chị lại mở ra nghe thì mở ra nghe là không cầm nước mắt là tại vì biết anh không còn. Thôi dạ thông cảm nha, cảm ơn chị. À, thì cả nhà vừa xem qua cái khúc một cái khúc hòa quảng rất hay của một chị gái hát để mà chia sẻ cho cô anh chị mình trong cái những cái ngày như là mấy cái ngày mà gần đây thì lễ tang của chú Vũ Linh đó, chị không có tới được. Bây giờ chị tới đây thắp cho chú Vũ Linh một cái nén hương cuối cùng, và chị có chia sẻ và hát một khúc hát để coi như là tiễn đưa chú Vũ Linh về nơi nghỉ cuối cùng của anh chị. Chị đã xúc động luôn, chị không thể nào cầm được dòng nước mắt và chị đã rơi lệ của anh chị. Thật là xót xa, như là những cái fan của chú Vũ Linh về đây rất là đông. Thì chị là một trong những cái fan yêu thích chú Vũ Linh, yêu thích những văn nghệ, giọng hát cải lương hồi quảng của chú Vũ Linh. Và chị đã chia sẻ một khúc và bây giờ chị đã khóc thét luôn cô bán chị, không thể cầm được dòng nước mắt. Nó không có đủ chất giọng nó rung. Dạ vâng. Chút nữa chị đáng như cái cảm xúc của mình, chị có thể hát tặng chú và khán giả đoạn thì nhé. Chị mới hát rồi. Mới hát rồi nhưng mà chị xúc động quá nên nó không có cái lời nhét nó đang có bị giống là mất đi thần tượng của cái thần tượng của mình, tại vì anh hát rất là hùng hồn, cái bản đó là anh là một võ tướng, anh hát rất hùng hồn, giờ mình hát lại thì mình không đủ cái nội lực hát thì làm là mất đi hình ảnh của anh thôi, thì xin lỗi, em khóc hết nước mắt luôn. Chị là một tổ cũng là một mọi người, chị thấy mọi người mua bông rất là nhiều, chị biết là bông thường trưng là cũng hám, chị thấy có một cái video clip rất là anh Linh nó rất là thích ăn bánh bí, anh khen rất là ngon, và chị nghe mọi người nói là anh nhiều quá bị tiểu đường thì anh nói anh khẳng định anh không có bị tiểu đường. Và hôm nay cố tình đi đường là chị sẽ mua cái một hộp bánh bí, không biết là đúng cái khẩu vị của anh hay không, nhưng mà đó là cái tấm lòng đem bánh nhà nước đến anh ăn, để như là có duyên biết nhau nhưng mà không có duyên gặp mặt ở trên đời, thì hy vọng là kiếp sau vẫn là anh, vẫn là Vũ Linh của khán giả. Chị đến từ đâu rồi chị? Đến từ thành phố. Thành phố chạy qua đây. Anh Vũ Linh có 5 cái số thôi, nhưng mà thật ra là không biết được địa chỉ. Chị biết là anh ở thành phố, chứ còn thật ra là nghệ sĩ, những người nổi tiếng như anh Vũ Linh là người ta không cần biết địa chỉ. Nếu mà biết địa chỉ thì anh sẽ không sống được yên với những người hâm mộ của anh. Đó là sự thật. Tại vì đã tới, thăm nơi một cái thì khi mà biết lúc anh mất là biết địa chỉ là cần nhà mình quá, rồi tại sao mấy chục năm nay mình cũng không biết được thông tin mình ở đó, thì cũng không có được nói tiếng, nhưng mà không sao cái đó là...
đấy, cái lúc đám tang anh làm giới nào cũng phải đến đó để mà tiết kiệm, và cũng đến thắp hương anh rất là nhiều lần, và chỉ cầu nguyện anh là được siêu thoát thôi. Cảm ơn chị chia sẻ. Dạ thì cô bác chị thấy rồi đó, một cái phần hâm mộ của chú Vũ Linh, cách nhà của chú Vũ Linh chỉ có 5 cây số thôi, nhưng mà không được biết đường, mà cũng không được biết nhà của chú Vũ Linh, cho dù là cách nhà của chú có 5 cây số. Và hôm nay chị đã đến đây chỉ là thắp cho chú một nén hương cuối cùng, coi như là một nén hương muộn màng của bác chị, thì để viếng tang của chú Linh đã cách đây 4 ngày rồi, đã hoàn tất cách đây 4 ngày và đã hạ nguyệt và đã hạ áo quan của chú xuống đây rồi. Thì hôm nay là bữa thứ tư của bác chị, thì một chị gái là một phần hâm mộ của chú và rất là yêu thích ngôn nghệ thuật hát học quản cũng như hát cải lương của chú, thì đến đây thì cũng có thắp nén hương chia buồn, một nén hương muộn của bác chị. Thì chị ấy đã hát một khúc hát hậu quản để mà chia sẻ cho quán chị mình cùng biết, để mà tiễn đưa chú Vũ Linh một lần sơ cuối quán chị. Dạ, video bên vấn đề thì hết, thì quán chị xem video thì nhớ cho em một like, một chia sẻ và đừng quên đăng ký kênh. Nếu có quán chị chưa đăng ký kênh, hãy đăng ký kênh ủng hộ em. Em sẽ cập nhật những tin tức mới nhất hàng ngày cho quán chị mình cùng xem. Thì em xin chào và hẹn gặp lại video sau ạ.